Công bố sitcom mới, cô giáo Khánh khiến netizen trầm trồ vì dàn cast chất lượng. Trở lại sau 2 năm vắng bóng trên thị trường hài kịch, Duy Khánh giao du khiến netizen một phen đứng ngồi không yên khi công bố poster cho sitcom mới mang tên Tiệm Tóc Bất Ổn. Sitcom Tiệm Tóc Bất Ổn được Duy Khánh lấy cảm hứng từ những lần anh đi chăm sóc tóc tại salon và quan sát được rất nhiều tình huống thú vị, dở khóc dở cười. Nam diễn viên đã cùng ekip đã dành hơn nửa năm để hoàn thiện sản phẩm từ khâu lên ý tưởng, kịch bản cho đến khi bấm máy và hậu kỳ. Đồng hành với Duy Khánh giao du trong sản phẩm sitcom lần này vẫn là những cái tên luôn khiến khán giả cười ná thở mỗi khi xuất hiện: Đại Nghĩa, Phi Thanh Vân, Minh Tú, Quỳnh Lập, Kuka, Ngọc Phước. Ngoài ra, Tiệm Tóc Bất Ổn còn có sự góp mặt của những cái tên đang hot trong giới trẻ như Long Chun, Cus Khánh Uyên, Hồng Đào, Giỏi Ly. Sau 2 năm vắng bóng ở thị trường phim ảnh, Duy Khánh du du thừa nhận bản thân không tránh khỏi hồi hộp và lo lắng khi không biết khán giả có còn nhớ đến mình, có còn đón nhận sản phẩm của mình như trước đây. Tuy nhiên, khi nhìn vào phản ứng của netizen sau khi công bố poster, nam diễn viên chia sẻ bao lo toan đều tan biến vì biết rằng mình vẫn được khán giả ủng hộ. Sitcom Tiệm Tóc Bất Ổn là câu chuyện xoay quanh hành trình của một cô gái trẻ tên Thẩm với biệt danh Thẩm VVP. Từ quê lên thành phố Hồ Chí Minh để giúp chị mình làm việc ở một tiệm tóc. Thẩm là một cô gái hiền lành, chân chất, luôn muốn giúp đỡ mọi người, nhưng với tính tình thật thà và ngây ngô của mình, cô đã khiến mọi việc trở nên rắc rối, gây ra biết bao tình huống giờ khóc giờ cười.